chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Phan Lê Hồng đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhảy có tên gọi là Orange Justice, hay còn gọi là Yodel TikTok Dance, và có tên khác nữa là Mask Off. Thì điều nhảy này xuất phát thực ra ở trong cái game có tên là Fortnite, nó có tên là Orange Justice, nó có khoảng 20 bước. Really nigga. Nhưng mà hôm nay thì trên cộng đồng TikTok á, mình sẽ gói gọn lại nó thành 13 bước thôi. Rồi trước tiên nha, các bạn hãy khởi động chân tay trước nha, để cho chân tay mình nó linh động, linh hoạt, thoải mái. Sau đó các bạn sẽ đọc cái động tác chân trước nè. Đây các bạn nhìn chân mình nha. Khi các bạn đang đứng nè, nghiêng qua bên trái, giống như cái chân các bạn bị gãy thấy không? Một, một, một. Rồi các bạn di chuyển qua bên phải nè. Hai, hai, thấy không? Một, hai, một, hai. Các bạn thấy cái má chân ngoài, cái má chân trong mình không? Nhấc lên nè, đó. Nhấc lên. Qua bên đây thì bên đây nhấc lên, má trong, má ngoài, má trong, má ngoài nha. Cứ vậy, qua lại, thấy không? Rồi, khi các bạn đã quen rồi, các bạn sẽ có phối hợp với tay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn 4 động tác trước nè. Động tác thứ nhất, hai tay các bạn đưa bên trái, đánh bắt chéo vô nè. Một, ok chưa? Một, tiếp theo đưa bên phải nè. Hai, đưa từ động tác thứ nhất là đưa bên phải, hai tay đánh đằng sau nè. Hai, hai, chưa? Rồi động tác thứ ba nè, các bạn mở cái tay ra, ba, nhẹ nhàng, ba, đưa chân bên trái, ba, rồi đưa lại động tác thứ hai nè, bốn, thấy không? Thứ ba nè, bốn, bốn, rồi làm lại nha, một, hai, ba, bốn, nhanh hơn, một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn. Đó là bốn động tác đầu. Năm động tác tiếp theo, đây là động tác thứ tư đúng không? Động tác thứ năm nè, dễ lắm, các bạn đưa tay lên cổ và đưa người về bên trái thôi. Đây, năm, ok không? Năm, sáu nè, sáu, bảy nè, bảy, tám, tám với chín là chung nè, các bạn để ý nha. 8, 9 và cái chân của mình nè. Đây là tác thứ 5, 6, 7, 8, 9. Đặt nha. 8, 9. Đây, cái này nó hơi khó nha. Cái tác 8, 9 hơi khó. Đây nè, mình làm chậm cho mọi người coi nè. 8, 9, 5, 7 nè. 8, mở ra, 9. 8 là mình đưa cái chân bên phải, 9 là mình đưa cái chân bên trái. Lại nè, 7, 8, tay các bạn thấy không? Mở ra, 9, xong. Rồi kết hợp lại nha, đây là vị trí thứ 4 nè. 5, 6, 7, 8 và đánh chân ra. 5, 6, 7, 8, đánh chân rộng ra nè, 9. Lại, 5, 6, 7, 8, 9. Ok chưa? Và đó là đã 9 bước rồi đúng không? Mình làm lại từ động tác thứ 1 đến động tác thứ 9 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ê, mình quên bước cái chân ra nha. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó là 9 bước. Và 4 bước cuối cùng, đây là động tác thứ 9 đúng không? À, chân bước rộng ra nha, chân bước rộng ra 9 nè. 10 nè, các bạn đổi cái chân, nhìn chân mình nè. 10, để cho cái người mình đứng dễ, không có gì hết á. Ví dụ các bạn đang đứng vậy không? Các bạn mà đưa đây, sao các bạn đứng? Cho nên cái chân của các bạn phải di chuyển như thế nào để các bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đây là động tác thứ 9 đúng không? 10 nè, 10 nha, 10. Và động tác thứ 11, bợ nè, hứng nè, 10 nè, 11, thấy không? Cái này các bạn càng để thấp các bạn càng đẹp. 11, 10, 11 rồi là 12 nè. 12, 13. Rồi lại nha, đây là tác thứ 9 nè. 9, 10, 11 bợ, 12 đánh và 13 chéo xuống là coi như xong 13 động tác. Lại nha, 9 nè, 9, 10, 11, 12, 13. Ôi,
mình tập hồi ra mồ hôi đến đây trơn quá. What the hell? Bây giờ mình sẽ làm lại động tác thứ 10 đến 13 cho mọi người coi. 10, 11, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Chậm ra. 10. Ê, 9 nè. 10, 11, 12, 13, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Rồi, đó là 13 động tác cơ bản để các bạn có thể nhảy được nhảy Yodel TikTok Dance. Bây giờ mình sẽ kết hợp lại từ động tác thứ 1 đến động tác thứ 13 cho mọi người coi nha. Đầu tiên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi, mình không phải là chuyên nghiệp, mình chỉ hướng dẫn các bạn động tác cơ bản để các bạn có thể nhảy được hay thôi. Mình nói cho mình các bạn muốn hay hơn, các bạn hãy cố gắng luyện tập thì các bạn sẽ thành công. Thì clip của mình sẽ được kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Ok, xin chào các bạn.